Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Ni cùng toàn thể đại chúng, đêm hôm nay mùng 8 tháng Giêng, mùa xuân Giáp Thìn, tất cả chúng ta gần xa câu hội về một thời kinh khấn nguyện Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, 12 thần tướng Dược Xoa, Thủy Từ, Chứng Minh, Gia Hộ, để chúng con một năm mới giải trừ hết thảy bệnh khổ, khiến cho tất cả chúng sanh đều có đầy đủ căn lành, tu tập hướng về giải thoát, cho đến khi được viên mãn thành Phật. Chúng ta thấy rằng một vị Phật khi có những bổn nguyện lớn vì chúng sanh thì thành tựu những bổn nguyện đó cũng là lúc các vị đó viên mãn quả vị Phật. Và Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, theo Kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức chúng ta vừa mới tụng đọc, thì khi Ngài tu hành Bồ Tát Đạo, phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh, khiến cho tất cả đều có căn lành, được an vui hạnh phúc và giải thoát mọi nỗi khổ niềm đau. Khi 12 lời nguyện đó thành tựu viên mãn thì Ngài cũng là lúc chứng quả Bồ Đề, trụ thế giới Tịnh Lưu Ly, gọi là thế giới của Đức Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Đức Phật Dược Sư cũng gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hay là Đại Y Vương Phật, Y Vương Thiện Thệ, Thập Nhị Nguyện Vương. Cũng như các Đức Phật trong mười phương, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly có đầy đủ các thập hiệu, đó là Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Cho nên khi chúng ta phát nguyện trì niệm hồng danh Đức Dược Sư, có nhiều danh hiệu để nghĩ tưởng về Ngài, nhưng nhớ đến ngày cầu nguyện quốc thới dân an đầu năm mới, lập tức người Phật tử chúng ta nghĩ về Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ý nghĩa thánh hiệu Dược Sư là một vị thầy thuốc có thể chữa bệnh, Lưu Ly là loại ngọc màu xanh trong suốt, Quang là ánh sáng, Lưu Ly Quang là ánh sáng của Ngọc Lưu Ly. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó là vị Phật có danh hiệu thể hiện một bậc thầy chữa các bệnh về thân, các bệnh về tâm với ánh sáng trong suốt như Ngọc Lưu Ly. Vì hiểu tất cả những căn bệnh của chúng sanh trên thế gian này, cho nên Ngài có thể đưa ra những phương thuốc chữa các bệnh khổ cho chúng sanh. Và có thể nói, hầu hết những căn bệnh khổ trên thế gian này đều do điên đảo vọng tưởng, đều do tham lam, sân hận, si mê mà gây ra các căn bệnh. Tôi nói tôi bị bệnh, về thân mà, đâu có liên quan gì đến tham sân si. Nhưng một căn bệnh về thân, dù là nội tạng hay ngoại tạng, vẫn là do nghiệp mà gây ra. Nghiệp của chúng ta cũng đều là do nghiệp tham, nghiệp sân hận, nghiệp si mê, nghiệp sát sân hại vật, nghiệp gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá, bất hiếu, rượu chè, cờ bạc, tạo cho chúng ta những điều đau khổ và đưa đến thân bệnh, đưa đến tâm bệnh. Cho nên ánh sáng của Phật Dược Sư trong suốt, tinh sạch, không chút bợn nhơ, quang minh, chói lọi khắp nơi. Ánh sáng đó chiếu đến đâu thì phá hết vô minh tâm tối của tất cả chúng sanh, để diệt trừ các căn bệnh về thân bệnh và tâm bệnh. Như vậy, ánh sáng của Đức Phật Dược Sư
đưa đến đâu nhắc chúng ta hãy vâng lời Phật dạy, tu hành những cái hạnh thanh tịnh của một người xuất gia hay một chân Phật tử của một người cư sĩ tại gia. Cho nên, niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư Như Lai sẽ có 5 cái đại dụng như sau. Thứ nhất, diệt sự tham lam mà phát tâm bố thí. Nhờ trì niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, chúng ta mở rộng cái tấm lòng từ bi, tấm lòng yêu thương, tấm lòng thông cảm. Chúng ta không tham lam, không ích kỷ, không chỉ tích cóp cho riêng mình mà luôn chia sẻ, luôn thông cảm, thấu hiểu cho những mảnh đời bất hạnh quanh ta. Đó là thực hành bố thí. Chúng ta niệm danh hiệu Phật Dược Sư, hiểu công đức của Ngài, chúng ta sẽ được một đại dụng như sau nữa, đó là diệt đi các cái trọng tội để mà hướng đến sự giữ giới thanh tịnh. Những người đã từng phạm các tội lỗi, lầm lỡ do cố ý vô tình gây ra, nhờ niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chúng ta trở nên được thanh tịnh, được nhẹ nhàng và chuyển hóa những ác nghiệp để rồi phát nguyện sống đời đạo đức, sống đời lương thiện trong chánh pháp. Cho nên, đại dụng thứ hai của niệm danh hiệu Phật Dược Sư đó là diệt đi các tội lỗi, các trọng tội để được thanh tịnh, an vui. Một cái hiệu dụng thứ ba đó là nhờ khi niệm danh hiệu Dược Sư, chúng ta sẽ hóa giải đi sự ganh ghét, sự ích kỷ. Mà trên đời này rất là nhiều người đau khổ bởi vì ganh, vì ghét. Hãy niệm Phật, niệm danh hiệu Đức Dược Sư Quang Vương Như Lai để nghe lòng thanh tịnh như lưu ly mà không còn biết ganh ghét bất cứ người nào. Bởi vì nghiệp lực ganh ghét đố kỵ đưa đến sự hèn hạ, thống khổ, đau thương, những căn bệnh tối tăm do quả báo hèn hạ, ích kỷ và ganh ghét. Cho nên danh hiệu Phật Dược Sư sẽ khiến cho hành giả phát tâm tu tập tinh tấn, không còn ganh tị, không còn ghét bỏ bất cứ ai mà biết yêu thương, biết thông cảm, biết sẻ chia. Do vậy mà diệt trừ khổ não, thành tựu các hạnh an vui giải thoát. Hiệu dụng thứ tư của người trì tụng danh hiệu Dược Sư Như Lai, tụng kinh Dược Sư, đó là không còn hận thù, không còn muốn làm tổn hại ai, trái lại phát tâm yêu thương, bỏ đi ý niệm oán kết thù hận. Cho nên trong tất cả những thời kinh Dược Sư, chúng ta thường đọc giải kết, giải kết, giải oán kết. Tức là sống trong cuộc đời này, trong quá khứ, hiện tại, vô tình, cố ý, ai cũng tạo ra những kẻ thù. Khi chúng ta ăn thịt chúng sanh là vô tình, nhưng cũng tạo ra kẻ thù. Bởi vì ăn thịt, ăn mạng sống để nuôi mạng mình, thì trong vô tình cũng có tạo ra kẻ thù. Huân tập trong nhiều đời, nhiều kiếp, mà tạo ra những căn bệnh về thân, về tâm, nhiều sự tâm tối trong cái kiếp sống của mình. Thì niệm danh hiệu Dược Sư cũng làm cho chúng ta hóa giải những oán kết, những thù hận, không còn nghĩ đến sự tiêu diệt nhau, oán thù nhau, hại nhau, mà hóa giải những hận thù để biết hiểu biết, yêu thương, tôn trọng nhau. Thế giới bây giờ càng nhiều sự biến động, nhiều sự khó khăn, mà nếu mỗi một sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương, thì đó là hạnh phúc của những người con Phật. Hiệu dụng thứ năm của người niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư hay trì chú Dược Sư, đó là sống hiện đời được thanh tịnh an vui, khi xả báo thân sanh về thế giới tịnh lưu ly, hay là các sự chuyển sanh về những cảnh giới tốt đẹp, giống như người niệm Phật Di Đà cầu sanh về tịnh độ, người niệm Phật Dược Sư thì sanh về nước thanh tịnh, trong trẻo, an lành, hạnh phúc, tựa như ngọc lưu ly. Chư Phật và chư Bồ Tát trong Pháp hội Dược Sư luôn luôn gia trì cho chúng ta được tăng thêm các công đức, gia trì cho chúng ta chuyển hóa các nghiệp chướng,
sâu dày và nghiệp chướng trong hiện tại để tinh tấn tu tập. Hiện đời được phước báo, thế giới an lành, được muôn dân an lạc. Cho nên ngày mùng 8 tháng Giêng, hay nói đúng hơn là trong tháng Giêng đầu năm, các chùa tu tập theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa thường khai đàn dược sư, khai pháp hội dược sư, khai kinh dược sư, hay là có những người Phật tử tại gia phát nguyện trì hàng ngàn biến dược sư, đem thuốc đó chữa những căn bệnh đau khổ cho thân, cho tâm ta, và hồi hướng công đức lành để chữa những căn bệnh về thân, về tâm cho tất cả chúng sanh. Đàn dược sư muốn có kết quả đòi hỏi tất cả chúng sanh, chư tăng ni và tất cả những ai tham dự đàn dược sư trước hết phải được ba nghiệp thanh tịnh gọi là tam mật gia trì. Khi bước vào trong đàn dược sư, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Và do vậy, chúng ta thấy đàn dược sư lập bảy vị Phật dược sư, và có những ngôi chùa còn có thiết 12 vị thần tướng dược xoa. Một vị dược sư lưu ly xuất hiện thì có vị Nhật Quang biến chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang biến chiếu Bồ Tát hộ trì. Cho nên trong đàn dược sư là ngập tràn ánh sáng. Ánh sáng Nguyệt Quang, có còn ánh sáng nào mà sáng hơn mặt trăng? Nhật Quang biến chiếu là còn ánh sáng nào sáng hơn mặt trời? Thì hai vị Bồ Tát hộ trì cho Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là Nhật Quang biến chiếu và Nguyệt Quang biến chiếu. Và chúng ta khai một cái pháp hội Dược Sư ngập tràn trong ánh sáng thanh tịnh. Thì các vị thấy đó, những sao hạ chiếu mạng, những điều làm cho các vị lo âu, thì ánh sáng thanh tịnh của Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, ánh sáng thanh tịnh của Nhật Quang Bồ Tát, của Nguyệt Quang Bồ Tát, sự gia trì của 12 thần tướng dược xoa, của Long Thần Hộ Pháp Bát Bộ Kim Cang. Nếu chúng ta với tâm thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, thân thanh tịnh, thì lập tức sẽ được hóa giải những điều chướng ngại, khổ đau trong kiếp sống. Mọi sự cầu nguyện phát xuất từ niềm tin và lòng thành để Phật gia trì, gia hộ. Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng niềm tin và lòng thành đó là điều kiện thứ nhất. Nhưng một đàn tràng muốn được kết quả thành tựu viên mãn là phải nói đến người con Phật thực hành các hạnh nguyện, thực hành lời dạy của Đức Phật. Chúng ta là người đệ tử Phật, để tâm thanh tịnh thì tâm ta luôn nghĩ những điều trong sạch, hướng đến Phật, Pháp, Tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm công đức, niệm hồi hướng những điều tốt đẹp. Chúng ta nói những lời thanh tịnh, gọi là những lời khả ái, những lời dễ nghe, những lời đem lại an vui, hạnh phúc, an lành cho chúng sanh. Thân chúng ta không sát sinh hại vật, thân ta không gian tham trộm cắp, không tà dâm, miệng ta không dối trá, thân ta không làm những ác nghiệp như rượu chè cờ bạc. Ta không phải là những người con bất hiếu. Ta sống với tâm thanh tịnh, với thân thanh tịnh thì tùng theo đàn dược sư mới được kết quả tốt đẹp. Cho nên đàn tràng có niềm tin, có lòng thành mà phải thanh tịnh, đó là phải có giới pháp bước vào trong đàn. Nếu không, chúng ta vào đàn mà nói chuyện, mà ngủ gục, mà phạm giới thì cũng giống như một cái bình nước mà đã có những cái lỗ, bị bể, bị hư, nước đó sẽ bị vung vãi hoặc ô nhiễm không dùng được. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật Thích Ca nói, khi Đức Phật Dược Sư nhập chánh định, có hóa Phật hiện ra trên đỉnh đầu của Ngài, gọi là vô kiến đảnh tướng, tức là đức tướng của Như Lai. Hóa Phật tiêu biểu cho công đức tu hành của Phật hiện ra.
Chúng ta thì còn rất là nhiều phiền não, tham lam, nghiệp chướng, ích kỷ, trần lao, nên ta chưa có hóa thân Phật. Nhưng chúng ta có thể tu tập để hóa giải phiền não, hóa giải nghiệp chướng, hóa giải trần lao. Còn chư Phật tu đắc chánh định, chánh niệm, đắc được vô vàn công đức, trên đỉnh đầu của các ngài có vô kiến đảnh tướng, có đức tướng Như Lai. Còn mình hãy tập tu chuyển hóa các ác nghiệp, những điều xấu, những điều làm cho thân tâm ta không được thanh tịnh, nhờ đó ta sẽ hóa giải được phiền não, nghiệp chướng, khổ đau. Cho nên niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì trước hết tâm ta hãy thanh tịnh. Có buồn giận ai, hãy xả bỏ, đừng buồn giận ai. Có ghét ai cũng đừng có ghét ai nữa. Có tức ai thì mình hãy biết rằng, hãy hiểu, hãy thông cảm và nói lời dễ thương. Cái gì rồi cũng sẽ qua đi, vạn pháp là vô thường. Còn lại đây sự hiểu biết và yêu thương. Đồng hạnh đồng nguyện mới tương ưng với nhau được. Ví như thanh đồng nối với thanh gỗ thì điện không thể truyền qua. Nếu chúng ta sanh tướng ác, nghiệp ác thì không bao giờ cầu nguyện có kết quả. Cho nên hôm nay ngày khai đàn Dược Sư, các vị cũng có hỏi: thưa sư, năm nào chùa mình cũng khai đàn Dược Sư cầu nguyện quốc thới dân an, như vậy thì sao hạn của con như thế nào? Kính thưa tất cả quý Phật tử, Đức Phật đã dạy rất rõ, dù sao xấu, hạn xấu, nghiệp nặng, tam tai, tất cả mọi thứ đều gọi là ác nghiệp mà sanh ra. Mà ta chính là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp chính là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Chính nghiệp làm cho con người có sang, có hèn. Chính nghiệp làm cho con người có liệt, có ưu. Nghiệp làm cho con người ta khác nhau. Nghiệp làm cho tánh tình con người khác nhau. Nhưng Đức Phật dạy nghiệp có thể thay đổi, chuyển hóa từ nghiệp đen trở thành nghiệp trắng. Con người hoàn toàn có thể làm chủ vận mạng của mình thông qua những sự nỗ lực chuyển hóa bản thân, mà không phải do cầu xin những vị thần thánh hay phụng cúng một vị tinh tú nào. Có những người đêm nào cũng thắp đèn cúng sao, nhưng mà đâu có giải được nạn tai, vẫn khổ đau như thường. Tại sao mình phó thác đời mình cho một vị thần chủ hóa, một vì sao? Chúng ta giao hết một năm của mình cho một cái vị thần tinh tú, quả là một điều vô lý. Một điều rất căn bản giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, đó là tự thân ta hóa giải được nghiệp chướng của ta. Đức Phật có dạy trong kinh Tiểu Bộ: chờ đợi các vì sao, kẻ ngu hỏng điều lành, điều lành chiếu điều lành, sao trời làm được gì. Chính Phật dạy như vậy. Nếu mà mình cứ nhìn lên những vì sao rồi suốt đêm khấn lại, thì thật ra nó chỉ là một pháp an tâm cho những người chưa có con đường, đường sáng để đi. Ta là hàng đệ tử Phật. 12 lời nguyện Đức Dược Sư nói lên tâm từ bi của Đức Phật Dược Sư, hạnh nguyện của Ngài. Chúng ta nương theo lời nguyện của các Ngài, chúng ta mở tâm từ bi, tu hạnh trí tuệ, rồi cứu khổ ban vui. Tự thân ta hóa giải nghiệp cho ta, tự thân ta giảm thiểu đi nỗi khổ niềm đau. Gia đình chúng ta có những bất hòa, tự chúng ta bằng sự tu tập, bằng công đức của mình, làm cho gia đình mình có an vui, hạnh phúc. Các vị có những sự bất hòa, mâu thuẫn, các vị ngồi nhìn lên cái vì sao mà lại sáng đêm, có sáng hôm sau coi có hòa thuận không? Không đâu. Phải bằng nỗ lực của tự thân tâm ta, phải bằng sự hiểu biết và yêu thương để mà hóa giải những nghiệp chướng. Cho nên Đức Phật cũng có dạy trong kinh Tuvataka Sutaka, dịch là lối đi nhanh chóng. Đức Phật dạy như sau:
môn đệ của ta sẽ không ếm bùa chú, không giải mộc, không chiêm tinh, không đoán lành dữ từ tiếng thú kêu, không làm phép chữa bệnh hay trị các bệnh trên đời này bằng không dùng phép để chữa bệnh vô sinh. Không làm phép để chữa bệnh, không làm phép để mà giải mộng, rồi đoán sao, đoán lành, đoán dữ, rồi nghe tiếng con thú kêu hay nằm mơ thấy con này con kia, đoán mộng, đánh số, vân vân. Đệ tử Phật không có làm những việc đó. Tất cả người dân đến với các ngôi chùa vì mục đích văn hóa, lễ hội, để tôn vinh những người đáng được tôn vinh. Chúng ta lễ Phật, lạy Bồ Tát để học hạnh từ bi trí tuệ của chư Phật và chư Bồ Tát. Do vậy, hôm nay khai đàn dược sư, sư khuyến tấn tất cả các hàng Phật tử giữ tâm trong sạch, thân trong sạch, khẩu trong sạch, tam nghiệp thường trong sạch, thì ánh sáng của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai sẽ chiếu rọi trong tâm ta, sẽ tỏa chiếu trong từng mái nhà của chúng ta. Đức Nguyệt Quang biến chiếu Bồ Tát, Nhật Quang biến chiếu Bồ Tát sẽ thắp những ánh sáng từ bi, hạnh phúc, yêu thương trong từng trái tim của chúng ta. 12 vị thần tướng dược xoa sẽ hóa giải đi những nghiệp oan gia, trái chủ, những nghiệp này, nghiệp nọ làm chúng ta sợ hãi, lo âu. Hãy bằng công đức lành, tất cả những công đức lành cùng với sự tinh tấn, trì niệm, khi ta tụng kinh dược sư, thân không làm ác, tâm nghĩ đến Phật dược sư là điều thanh tịnh, miệng tụng đọc danh hiệu dược sư, kinh dược sư, chú dược sư, thì chắc chắn thân tâm khẩu ý đều không phạm các ác nghiệp. Đó là những điều sư muốn nhắc nhở chư ni và toàn thể hội chúng. Sư rất là hoan hỷ bởi ngày khai pháp hội dược sư đêm nay tại chùa Thiên Quang. Ngày càng thanh tịnh, đã thanh tịnh lại càng thanh tịnh hơn. Ta ngồi đây có thể nghe tiếng gió đi qua, những cái hàng cờ rung nhẹ trong cơn gió, và ở trên trời cao, trong vầng trăng khuyết ẩn hiện, vẫn thấy những vầng mây cát tường để thể hiện lòng thành của các hàng Phật tử về các chốn thiền môn dâng lời khấn nguyện đầu năm. Nguyện không làm các việc ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giữ tâm ý trong sạch, vâng lời theo Phật dạy, để cho pháp hội dược sư của chúng ta trong trọn một tháng giêng sẽ được viên mãn, được thành tựu, để cho quốc thới dân an, để chúng sanh được an lạc, để đất nước Việt Nam của chúng ta muôn dân được hạnh phúc bình yên trong chánh pháp. Thank you.